Xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại với kênh Game Mobile. Tiếp tục với những video tâm ma, thì clip tâm ma hôm nay được chia sẻ bởi bạn Sky đến từ server S465. Và team của bạn Sky sẽ có hai hệ kim, đó là một thiên vương, một tàng kiếm và sự hỗ trợ của một bạn hệ thủy, đó là bạn Thúy Yên. Rồi, như vậy chúng ta sẽ thấy trận tâm ma bắt đầu. Như vậy chiến đội trong cái khu số 25 này sẽ có một Thúy Yên, một cái bang và một tiêu dao các bạn. Mình thấy Thúy Yên đã ra đi rồi. Với lợi thế đó là hai hệ kim đã khè được cái anh tiêu dao bên kia, phải bỏ chạy để lại đồng đội của mình, đó là anh cái bang phải rất là vất vả để tìm cách sinh tồn. Cái bang đã chạy xuống khu số 9 rồi. Bên này thì tiêu dao đã có lòng trắc ẩn, đã quay trở lại rồi các bạn, nhưng cũng đã bỏ mạng. Nhưng mà sự hy sinh đó là vô cùng đáng giá vì đã không bỏ rơi đồng đội của mình. Này, mình thấy là chiến đội của bạn Sky đã chiếm được cái khu số 25 này rất nhẹ nhàng trong cái vòng đầu tiên. Và bây giờ thì chiến đội của bạn Sky đang cố gắng farm quái để hồi máu lại cho các thành viên của mình. Đấy, các bạn thấy là trong cái trận tâm ma với hai hệ kim như thế này thì sẽ có hai tăng cơ rất mạnh. Nhưng bên cạnh đó hai tăng cơ này cũng sẽ rất yếu khi mà gặp phải những cái anh hệ hỏa, ví dụ như là cái bang. Rồi mình thấy trên kia có một cái quần thể kim cang rồi các bạn. Như vậy chắc chắn sẽ có một trận cang tiếp theo. Và mình không biết là sẽ rơi vào khu số mấy. Và vai trò của bạn Thúy Yên trong team này rất là quan trọng nha các bạn. Thúy Yên sẽ có một nhiệm vụ, đó là sẽ khống chế những cái anh hệ hỏa để hỗ trợ cho những cái bạn hệ kim này tạo ra được những trận càng hiệu quả. Rồi mình thấy bạn Sky chuẩn bị ăn cái quần thể kim cang rồi. Rồi đã ăn quần thể kim cang rồi bạn. Như vậy là bạn Sky đã di chuyển xuống khu số 9. Bên này mình thấy có một tiêu dao, một vỏ đan và một thiên nhẫn các bạn ạ. Vỏ đan đã bị khống chế. Rồi thiên nhẫn đã bắt được cái anh tàng kiếm rồi. Có kết thúc được anh thiên nhẫn này hay không? Thiên nhẫn đã chạy rồi các bạn. Trong khi đó tiêu dao nãy giờ lây hoay bên ngoài vẫn giữ nguyên cây máu của mình. Mình thấy vỏ đan đã xuống máu rất là nhiều. Như vậy là vỏ đan và tiêu dao đã rút về khu số 23. Và bạn Sky đã di chuyển sang để kết thúc được cái bàn vỏ đan này. Thật sự rất may mắn cho bạn tiêu dao là bạn Sky đã hết skill tầm xa. Nếu như mà có skill đánh tầm xa thì có thể tiêu dao đã bị chết trong cái pha giao tranh vừa rồi. Như vậy là với một cái quần thể kim cang đã làm cho team của bạn số 9 phải chạy tán loạn và đã có một thành viên phải bỏ mạng trở lại. Chúng ta thấy là những cái quần thể kim cang trong cái tâm ma này, nếu mà các bạn sử dụng hợp lý thì nó phát huy tác dụng rất là mạnh và rất là hiệu quả luôn. Hay, các bạn thấy là bạn Sky đang đầy cây máu và bạn ấy đang nhường những con quái cho thành viên của mình. Trong khi đó thì bạn ấy chạy xung quanh để canh những cái cổng bảo kê cho thành viên của mình để hồi máu. Và mình thấy khu bảo tượng đã ra rồi các bạn, có vẻ như bạn Thiên Vương đã thăm dò khu số 9. Đây mình thấy team của bạn Sky đã di chuyển xuống khu số 9. Bên này mình thấy có một tiêu dao đang muốn mở tượng, có vẻ như bạn tiêu dao này lúc nãy vừa bị truy đuổi về khu số 23. Như vậy là mình thấy cả ba khu ảo tượng nằm rất là gần nhau. Có thể sau khi mở những khu ảo tượng của khu số 2 và khu số 8 xong, có thể những team kia sẽ up sang khu số 9 này, hoặc là team của bạn Sky sẽ up sang những khu bên cạnh. Thì chúng ta không biết là bạn team của bạn Sky sẽ tiếp theo sẽ làm những động tác như thế nào, thì các bạn hãy chờ xem. Như vậy là sau khi mở xong cái ao tượng tại khu số 9 thì team của bạn Sky đang hồi máu các bạn. Có một cái bang từ khu số 23 chạy qua. Bên này lại có thêm một team rượt qua nữa các bạn. Một Hoa Sơn, như vậy Hoa Sơn đã bị khống chế và đã bị kết thúc. Với hai anh hệ kim như thế này thì rất khó cho những các phái hệ mộc có thể sống sót khi giao tranh với hai hệ kim. Vâng, cái bang đã quay trở lại rồi các bạn. Cái bang và Nga Mi đã quay trở lại. Đã khống chế được Thúy Yên. Rất may là Thúy Yên đã lên chiêu 7X và đã đóng băng được Nga Mi. Trong khi đó cái bang cũng đã mất khá nhiều máu. Và mình thấy Nga Mi vẫn quay ở lại để đánh với Thiên Vương và Thúy Yên các bạn. Như vậy Nga Mi cũng đã bỏ mạng luôn rồi. Xin thành thật chia buồn cùng team của bạn. Team của bạn đã úp không thành công.
Như vậy là team của bạn Sky đã quay về khu số 25 để hồi máu cho team của mình, tránh giao tranh những cái khu ở vùng trong. Như vậy là vòng 1 của trận tâm ma chỉ còn khoảng 40 giây nữa là đã khép lại. Thì chỉ số đội hiện tại đang còn là 18 đội. Thì với vòng 1 này, team của bạn Sky đã cho chúng ta xem được những trận úp rất là kịch tính, cũng như là những tình huống chống cự lại những team khác thì cũng rất là hay các bạn. Những thành viên hỗ trợ với nhau rất là tốt. Mình thấy là kỹ năng BK của các bạn, bạn nào cũng rất hay, bạn nào cũng có kỹ năng BK rất là khéo. Và các thành viên lúc nào cũng canh chừng và support lẫn nhau, bảo kê lẫn nhau để cho những thành viên khác hồi máu cũng như là mở rương, hoặc là để cho những thành viên khác không bị đối phương khống chế. Rồi, mình thấy vòng 1 đã kết thúc rồi các bạn. Bạn Sky và bạn Thiên Vương đã di chuyển rất nhanh về khu thượng nhân. Hiện tại sau khi vòng 1 kết thúc thì số đội của Trần Tâm Ma đang còn là 14 đội. Và mình thấy trong này có khá là nhiều cung lôn, hệ thổ như là vỏ đen. Có Thúy Yên cũng rất là nhiều các bạn, cây bang. Đấy, toàn là những phái có khả năng support cũng như là khả năng đam tốt trong Tâm Ma. Nga Mi cũng rất là nhiều. Ở khu số 1, bạn Sky đã phát hiện được một Nga Mi treo. Có vẻ như là bạn Sky sẽ cho đồng đội của mình tập trung về khu số 1 này để ăn cái mạng của ạc Nga Mi bên này. Đây, bạn Sky đã chạy map. Và khu số 2 mình thấy đang có một tiêu dao, một vỏ đen và một phái. Một phái có thể là Thiên Vương hoặc là Đoàn Thị các bạn. Có vẻ như là vỏ đen với một cái phái kia đã treo rồi, trong đó chỉ có tiêu dao là cầm mặt. Rồi, vòng số 2 sắp bắt đầu rồi. Như vậy ở khu số 1 đang khá là đông người chạy qua chạy lại. Có thêm một vỏ đen được truyền tống về. Như vậy vỏ đen có chạy được hay không? Vỏ đen đã chạy sang khu số 4. Và như vậy bạn Sky, bạn Thiên Vương đã di chuyển sang khu số 4. Bên này đang có một năm độc. Một năm độc và một tiêu dao. Rất khó cho hai cái bạn hệ mộc này rồi. Với hai hệ kim thì hai hệ mộc chỉ có giò chạy thôi các bạn. Và như vậy mình thấy là bé năm độc đã ra đi. Trong khi đó bé tiêu dao đã chạy sang khu số 3. Có thể là tiêu dao sẽ mất mạng tại khu số 3. Thì sau khi úp khu số 4 xong thì team của bạn Sky đã quay về khu số 1 để cho những thành viên của mình hồi máu. Đây, bạn Sky đang có ý định chạy lên khu số 2 rồi các bạn. Nhưng mà có vẻ như là những thành viên của bạn Sky đang cần hồi thêm máu cho mình. Và chờ hồi skill mới có thể úp sang khu số 2 được. Thì với một nhược điểm đó là với ba thành viên có khả năng hồi máu rất chậm, đó là Thiên Vương, Thúy Yên và Tàn Kiếm. Trong đây thì chỉ có Tàn Kiếm là có khả năng hồi máu nhanh hơn đối với hai môn phái kia. Còn Thiên Vương, nếu mà các bạn lên được cuốn bí kíp chinh chiến bát phương mà cuốn trung thì các bạn cũng có thể hồi máu rất là nhanh. Với cái chiêu xoay trì này, Thiên Vương hồi máu cũng rất là lẹ. Và Thúy Yên thì các bạn cần lên cái cuốn đó là Tuyền Cơ La Vũ thì các bạn sẽ hồi máu nhanh hơn rất là nhiều. Rồi, mình thấy là các thành viên của bạn Sky đã hồi gần đầy cây máu rồi. Như vậy bạn Sky đã quyết định di chuyển xuống khu số 6, khu thương nhân các bạn. Bên này mình thấy có một tiêu dao, một bá đao và một Thúy Yên nữa các bạn. Như vậy là Thúy Yên bên này đã đóng băng cả ba thành viên bên kia. Đây, một pha úp sọt rất là bất ngờ và khống chế rất là nhanh. Như vậy là rất nhanh chóng cả ba thành viên bên kia đã phải thiệt mạng.
Như vậy chỉ sau 2 phút, à chỉ sau 3 phút và vòng số 2 của trận tâm ma thì số đội đã giảm đi đến 7 đội rồi các bạn. Và như vậy là team của bạn Sky đã di chuyển lên khu số 2 rồi. Trên này hiện tại đang rất là trống và đã xuất hiện ảo tượng tại khu số 2. Bây giờ thì mình thấy bạn Sky đang mở ảo tượng, trong khi đó Thúy Yên của chúng ta đã chạy xung quanh để cố gắng bảo kê cho bạn Sky khi có địch sang. Đây, và ảo tượng khu số 2 đã được mở và hiện tại còn ảo tượng khu số 9 và khu số 4 vẫn chưa có ai mở rồi. Có vẻ như là những chiến đội còn lại A mình đã thấy mở rồi các bạn. Đã thấy mở rồi. Có thể là sau khi mở ảo tượng khu số 2 xong thì team của bạn Sky sẽ úp sang khu số 9. Thì thông thường là sẽ như vậy các bạn ạ. Đây, mình thấy Cung Lôn tại khu số 9 đã chạy qua rồi. Vâng, Cung Lôn đã chạy về khu số 1 rồi các bạn. Như vậy là mình nghĩ ở bên khu số 9 vừa có giao tranh. Đây, đúng rồi, team của bạn Sky đã di chuyển sang khu số 9. Bên này vẫn còn một tiêu dao đang mở ảo tượng. Chính anh tiêu dao này đã đuổi Cung Lôn từ khu số 9 phải chạy sang khu số 2. Và bây giờ thì team của bạn Sky đã chiếm được cái khu số 9 này và mở thêm được vài rương của cái khu ảo tượng này nữa rồi. Như vậy thì tiếp theo team của bạn Sky sẽ di chuyển như thế nào? Này, có một Nga Mi, một cái bang và một tiêu dao úp lên các bạn. Rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Một pha giao tranh rất là bất ngờ. À, như vậy mình thấy là tiêu dao bên kia đã ra đi rồi. Còn một cái bang, một Nga Mi. Nga Mi đang bị khống chế rồi. Mình thấy là hai Hay Kim đang cố gắng dồn Nga Mi. Trong khi đó thì Thúy Yên đang cố gắng để bắt giữ cái bang bên kia. Và mình thấy là cái bang bên kia đã bị Thiên Vương kết thúc rồi các bạn. Và Nga Mi cũng đã bị kết thúc luôn. Như vậy các bạn thấy là pha vừa rồi team chúng ta xử lý rất là tốt. Đầu tiên là các bạn thấy Thiên Vương đã cố gắng khống chế và kết thúc cái anh tàn kiếm. Mình nói nhầm, Thiên Vương đã khống chế và kết thúc cái anh tiêu dao. Tiếp theo là tàn kiếm và Thiên Vương sẽ dồn chết Nga Mi. Và trong khi đó thì Thúy Yên sẽ cố gắng khống chế cái anh cái bang để hỗ trợ cho hai hệ kim của mình. Các bạn thấy là team chúng ta phối hợp rất là ăn ý và rất là hiệu quả với nhau luôn. Và sau một cái pha úp bất ngờ như vậy thì team của bạn Sky cũng mất khá là nhiều máu. Và bây giờ team của bạn Sky phải cố gắng hồi máu thật nhanh. Tại vì bây giờ trong bản đồ tâm ma của chúng ta còn là những chiến đội rất là mạnh. Phải nói rất là mạnh, một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến cho team của bạn Sky phải bỏ mạng. Và mình thấy vòng số 2 của trận tâm ma chỉ còn khoảng vài giây thôi các bạn. Và số đội hiện tại bây giờ đã giảm đi rất là nhiều rồi, chỉ còn 4 đội thôi các bạn ơi. Rồi, mình thấy vòng 2 đã kết thúc và bây giờ team của bạn Sky đã đi đến những khu thương nhân. Thì hiện tại ở khu thương nhân khu số 7 mình thấy đang có một tàn kiếm, một tiêu dao. Này, có cả Thúy Yên nữa các bạn. Mình chưa thấy có những môn phái hệ hỏa có thể khắc chế lại cái team của bạn Sky. Phải nói rằng với một trận tâm ma như thế này thì Thúy Yên là một phái hỗ trợ cực kỳ tốt cho cả tàn kiếm và cái bang. Mình nói nhầm, cho cả tàn kiếm và Thiên Vương. Phải nói nếu như không có sự hỗ trợ của Thúy Yên thì hai môn phái này rất là khó phát huy được sức mạnh của mình trong cái trận tâm ma này. Thì nếu như mà có sự hỗ trợ của Nga Mi thì nó sẽ lại khác. Nga Mi sẽ giúp chúng ta hồi máu, nhưng không thể nào khống chế được với những cái môn phái hệ hỏa khác tốt hơn. Chỉ có thể giúp cho những môn phái của chúng ta hồi máu. Nhưng riêng Thí Yên thì vừa có thể khống chế được đối phương, đóng băng đối phương và tạo một cái lượng đam vào đối phương cũng rất là hiệu quả. Nhưng mà sẽ có một nhược điểm, đó là sẽ hồi máu chậm hơn so với Nga Mi. Hay nói chung mỗi phái sẽ có một điểm mạnh và một điểm yếu riêng nha các bạn. Rồi, vòng số 3 đã bắt đầu rồi các bạn. Mình thấy có giao tranh rồi. Bên này có một tàn kiếm và một Nga Mi các bạn ơi. Wow, một tàn kiếm và một Nga Mi đang úp team của bạn Sky rất nhiệt tình luôn, rất quyết liệt các bạn. Tại khu số 1 đang có giao tranh rất là quyết liệt. Như vậy Nga Mi đang bị khống chế rồi.
có kết thúc được Nam Mi hay không. Trong khi đó thì Tàng Kiếm đã khống chế và kết thúc được Thủy Yên của team bạn Sky. Vâng, mình thấy là Nga Mi đã chạy thoát và trong khi đó Tàng Kiếm đã bị Thiên Vương kết thúc. Phải nói là một cuộc đánh đổi, một cuộc giao tranh rất là kịch liệt tại khu số 1 ngay từ vòng số 3. Thì với hai hạt đó là Tàng Kiếm và Nga Mi đã kết liễu được bạn Thúy Yên của team bạn Sky. Phải nói là hai bên kia cũng rất là tai to các bạn, rất là gây cấn trong cái vòng số 3 này. Và số đội trong toàn tâm ma hiện tại đang còn là 4 đội. Thì bây giờ với team của bạn Sky đã chỉ còn có hai hệ kim, đã mất đi một sự hỗ trợ rất là đắc lực từ bạn hệ thủy rồi. Bây giờ trận tâm ma đã trở nên khó khăn hơn rất là nhiều đối với team của bạn Sky. Bây giờ thì team của bạn Sky đã di chuyển sang khu số 4, có một tiêu dao chạy xuống các bạn. Phần tiêu dao sau khi khe được hai anh hệ kim này, trong khoảng tích tắc một giây thì tiêu dao đã chạy mất dép. Và mình thấy số đội trong trận tâm ma hiện tại đang còn là 3 đội, như vậy đã có một đội nữa đã ra đi rồi các bạn. Có một Nga Mi chạy ngang. Vâng, Nga Mi đã quay trở lại để đánh bạn Sky rồi. Với quân hàm Ý Thiên, Nga Mi vẫn liều mạng để đánh bạn Sky luôn. Rất rất mạnh các bạn. Như vậy là bạn Sky đã dụ Nga Mi chạy về khu số 1, trong khi đó Thiên Vương của chúng ta đã đón đầu bạn Nga Mi. Nga Mi đã mất khá là nhiều máu. Rất may cho Nga Mi trong cái trận giao tranh vừa rồi, Nga Mi đã kịp thời chạy. Và bạn Sky hiện tại đang truy đuổi Nga Mi rất là nhiều. Nga Mi này có thể là Nga Mi đi chung với Tàng Kiếm ở cái pha giao tranh đầu của cái vòng số 3 này. Đây là một cuộc trả đũa để trả thù lại cho các bạn Tàng Kiếm đã ra đi lúc nãy. Phải nói là Nga Mi rất liều lĩnh luôn. Và bây giờ thì team của bạn Sky hồi máu rất lẹ, với lực chiến đã được nâng cao và đã lên khá là nhiều bí kíp thì team của bạn Sky hồi máu rất là nhanh. Bây giờ thì team của bạn Sky đang cố gắng để đi tìm những cái thành viên của những đội khác để cố gắng kết thúc trận tâm ma này sớm. Và mình thấy các khu ảo tượng đã xuất hiện rồi các bạn. Như vậy team của bạn Sky đã chạy lên khu số 8 để mở ảo tượng. Hiện tại khu số 2 và khu số 5 vẫn chưa có ai mở ảo tượng rồi. Đây mình thấy bạn Sky đã có được cái quần thể kim cang sau khi mở ảo tượng. Và bạn Sky đã chạy sang khu số 1, sau đó sang khu số 6. Và tiếp tục về khu số 5 các bạn. Như vậy là không bắt gặp được ai trên đường chạy thì bạn Sky đã quyết định dừng lại ở khu số 5 để mở tiếp cái ảo tượng tại khu này. Và mình thấy khu ảo tượng của khu số 2 vẫn chưa có ai mở. Có vẻ như là những thành viên khác họ đang cố gắng ẩn mình để không bị phát hiện, chỉ cố tìm cách mở rương cũng như là farm quái để kiếm tài nguyên. Này, team của bạn Sky đang ăn rất ngon lành hai cái ảo tượng tại khu số 8 và khu số 5. Phải nói là một bữa ăn rất là thịnh soạn các bạn. Rồi mình thấy Thiên Vương và bạn Sky đã di chuyển, đã bỏ lại những cái rương còn lại của khu ảo tượng số 5. Như vậy team của bạn Sky sẽ quyết định làm gì đây? Vâng, team của bạn Sky đã quyết định đó là ăn con boss tại khu số 1 các bạn. Có vẻ như là hai hệ kim của chúng ta đang làm cho trận tâm ma trở nên khó khăn hơn cho những chiến đội khác khi các bạn quyết định ăn con boss này để lấy thêm cái hồi sinh. Hay với lợi thế đó là một team rất tăng rất là mạnh, nếu như mà có thêm hồi sinh nữa thì sẽ rất là gây khó khăn cho những kẻ thù khác. Đây mình thấy là khu ảo tượng số 2 đã được mở rồi. Như vậy là boss tại khu số 1 cũng đã sắp bị kết thúc rồi các bạn.
Hay trận tâm ma của chúng ta cũng sắp khép lại rồi. Vòng số 3 cũng chỉ còn khoảng 40 giây. Mình thấy có một tiêu dao từ khu số 2 chạy xuống. Tiêu dao đã lóc được hai hay kim rồi. Như vậy tiêu dao đã khống chế được hai hay kim. Vâng, và hai hay kim đã khống chế lại tiêu dao. Đã kết thúc được tiêu dao rồi các bạn. Wow, như vậy là trận tâm ma đã kết thúc khi mà team của bạn Sky vừa kết thúc được tiêu dao và kết thúc luôn cái con boss tại khu số 1 này. Như vậy là tiêu dao đã giết được Nga My. Tiêu dao đã giết được Nga My ở một khu vực nào đó và đã chạy xuống khu số 1. Như vậy đây là một chiến thuật cũng rất là hay, không cần phải đi kiếm địch mà địch tự kiếm đến ta và tìm đường nạp mạng. Phải nói là một trận tâm ma rất là kịch tính từ đầu đến đuôi. Các bạn thấy là sự thể hiện của team bạn Sky rất là hay trong trận tâm ma này. Thành viên của mình phối hợp với nhau rất là ăn ý, cũng như là cách đánh, cách BK của các bạn cũng rất là hay. Ok, trận tâm ma đến đây là hết. Nếu cảm thấy thích video này, các bạn hãy nhớ like, share và đừng quên subscribe kênh của mình để nhận được những video tiếp theo. Xin chào và hẹn lại các bạn.